không biết tên gì nhưng mà nó bị bệnh khùng á. Bữa nào đi lượm hũ ngang đây cũng đều thấy đàn ông vô đè nó chơi, không biết có cho tiền cho bạc. Trời ơi, tội lắm. Gì ghê vậy cô? Thấy tội lắm á. Cô kể từ từ lại cho con nghe rõ được không cô? Thì đi nghe nó ngơ ngơ ngắn vậy đó. Quần áo nó cũng xèm, tình em trơn không có nước tắm rửa làm khổ lắm mà. Cô chị gái sống ở đây là lâu chưa cô? Cũng cả 1 tháng à. Đàn ông mà đè chị làm trong cái căn nhà quen rồi luôn á cô. Nó đi khùng mà không có tắm tiết gì trơn á, mình mẩy của nó đi ngang là hô dữ lắm luôn á. Yeah. Ngày này con lại kêu luôn cùng quần áo không biết nôi đâu giặt. Trời có quằn có quện cho ai cũng nói thấy tội thiệt luôn mà không biết con nhà ai, mình không biết đi ngang từ miệng chắc lưỡi hết à. Như vậy là tiền đâu mà chỉ ăn uống hàng ngày ta? Cũng không biết luôn. Rất là nhiều người đàn ông là bà trong đây đó. Giờ chị thấy hả? Đi ngang là thấy có đàn ông vô đè hết á. Tội quá à, mà không biết có cho tiền cho bạn chắc cũng cùng cho lấy cũng cho anh thôi, lộ là vậy chứ nó đâu có biết đồ cho mấy người làm gái khôn, làm gái khôn người ta đồ 300-400, còn mày chứ nó là nhiều lần tôi đã thấy như vậy rồi. Ừ. Mà không dám la, không dám nói luôn, giòm không dám giòm hung, nó sợ theo mày anh ơi. Trời ơi. À, xin chào cả nhà. Thì hiện tại mình đang có mặt tại tuyến quốc lộ 1A. Ở đây là khu vực Bến Lức Long An cả nhà. Thì khi mà mình đến đây á thì bà con hàng xóm có chia sẻ cho mình ở gần khu vực này á thì có một cái nghĩa trang. Nhưng mà điều đặc biệt á là bên hông cái nghĩa trang á có một cái căn nhà rất là sập sệ, và trong đó thì có một người phụ nữ đang sinh sống trong đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ qua bên đó để mà tìm hiểu cũng như coi như là không biết là cái cuộc sống của chị cái người phụ nữ bên đó như thế nào. Hiện tại thì bây giờ rất là xe luôn cả nhà. Phía xa xa bên đó là cái nghĩa trang bên đó cả nhà. Đây nè. Bây giờ thì anh em mình sẽ qua bên đó để coi cuộc sống của cái người chị này như thế nào. Đây thì mình phải băng qua một cái quốc này là quốc lộ 1A đi cả nhà. Đây bên đây là thấp thoáng mình đã thấy một cái nghĩa trang rồi nè. Trời ơi, quá trời quá đất. Xung quanh đó rất là nhiều những cái mồ mả cả nhà. Thì hồi nãy là đang ngồi uống nước bên quán nước bên kia á, thì cái người cô cũng có chia sẻ là giờ này cái người phụ nữ này á, thì chắc là đang ở trong đây. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi tìm. Đây là cái nhà, đúng rồi, cái căn nhà này nè. Có một người chị gái đang sống đây đó. Nó bị khùng. Ủa sao cô? Nó đúng như nó bị khùng, không có ai làm sao nó đi. Giờ nó khó khởi đây không? Chị gái sống ở đây tên gì hả cô? Cô biết không? Không biết tên gì nhưng mà nó bị bệnh khùng á. Bữa nào đi lượm hũ ngang đây cũng đều thấy đàn ông vô đè nó chơi, không biết có cho tiền cho bạc. Trời ơi, tội lắm. Gì ghê vậy cô? Thấy tội lắm á. Cô kể từ từ lại cho con nghe rõ được không cô? Thì đi nghe nó ngơ ngơ ngắn vậy đó. Quần áo nó cũng xèm, tình em trơn không có nước tắm rửa làm khổ lắm mà. Cô chị gái sống ở đây là lâu chưa cô? Chắc cũng cả 1 tháng à. 1 tháng mấy rồi? Cả 1 tháng trở lại. Như là chị bị bệnh tâm lý một chút xíu. Là cô đó phát hiện rất là nhiều người đàn ông là bà trong đây đó. Dạ chị thấy này hả? Đi ngang là thấy có đàn ông vô đè nó đó, mà thấy tội quá à, mà không biết có cho tiền cho bạn chắc cũng cùng cho lấy cũng cho thôi, lộ là vậy chứ nó đâu có biết đồ cho mấy người làm gái khôn người ta đồ 300-400, còn mày chắc nó là nhiều lần tôi đã thấy như vậy rồi. Ừ. Mà không dám la, không dám nói luôn, giòm không dám giòm hung, nó sợ theo quấn chết mẹ anh ơi. Trời ơi thiệt. Ở lúc đây đó, nó dữ lắm á. Lúc đó cô thấy là ban ngày hay là ban ngày không mà bị đi ra ngày không bị lượm mũ đi đường xuống chân lưu thôi đó là ban ngày. Ban ngày luôn mà họ vô trong chị gái luôn hả? Làm luôn, còn giác kiều á thì nó dẫn vô nhà nghỉ mà có khi vô đó rồi không biết nó nghĩ sao rồi nó thôi nó không ở cũng có. Có khi có lần ở cũng có mà không biết nhiêu tiền cũng gặp. Là tận mắt cô chứng kiến là nhiều lần là đi ngang đây là những người đàn ông mà đè chị làm trong cái căn nhà quen rồi luôn hả cô?
bị khùng mà không có tắm tiếp gì trơn á, mình mẩy của nó đi ngang là hô dữ lắm luôn á. Ngày này con lại kêu luôn cùng quần áo không biết nôi đâu giặt, trời có quằn có quện cho ai cũng nói thấy tội thiệt luôn, mà không biết con nhà ai mà mình không biết đi ngang thì cũng từng nghiệp chắc lưỡi hết à. Như vậy là tiền đâu mà chỉ ăn uống hàng ngày ta, cũng không biết luôn nữa. Những cái người đó thì cô thấy có trẻ không hay là già rồi cô? Nhìn mặt cũng không có già, hung cũng sồn sồn, 50 trở lại. 50 trở lại chắc cũng dân ở đâu lại á cô, rằng là lạ mấy cô vậy quá. Vậy quá chứ ở đây ai đâu mà biết, giống như là ở đây ta biết chị này vậy rồi ai đâu dám làm vậy. Bởi vậy cô giận cô nó mẹ mấy nãy cũng tới hay sao, người ta khùng vậy cũng đi vô làm vậy nữa. Phải khôn quá anh chị. Cô cũng thấy đó, trong căn nhà quen thì đó là cỏ cây dây leo mọc rất tùm luôn, không ai mà thể là nhìn vô là biết có người phụ nữ sinh sống ở đây đâu đâu. Nó đẩy cái đó lại, cái đó vô má họ cái đó đẩy, mấy thằng đó đẩy không biết luôn, đi ngang thấy khổ lắm. Là cô là đi thường thường cô đi lụm dây chai buổi trưa này vậy hả? Bữa nào cũng đi á. Bữa nào giờ này cũng đi ngang đây hết cô. Là đi ngang đây là bắt đầu là thấy chị bị vậy hả? Bữa nào cũng vậy. Trời ơi. Còn có bữa tối á thì ngồi bán chỉ số ngoài trước cửa đó thì thấy nó đi cà lơ cà thử, nó lỡ thùng rác nó ngồi đó vậy mà đâu cũng không dám lỡ kéo đi chỗ khác, đi nên kéo chỗ khác thì sợ nó quýnh nữa. Cùng cùng nó quýnh rồi mình làm đâu lợi, nó già rồi sáu mấy rồi. Dạ. Như vậy là chị gái này là thường hay gặp những người lạ là chỉ gọi là có biểu hiện là cầm cái gì chọi đó hoặc là đánh đuổi những người lạ hơn sao cô? Cũng không biết, nhưng mà thấy nó không có quýnh ai, nhưng mà thấy nền, cũng có thằng ông làm nó vậy đó, không biết, không có vô, nó không dám lại gần nữa. Dạ. Lại gần nếu giờ mà gặp mấy người đó nó cỡ quýnh thì sao? Dạ. Đâu dám thẹn. Nói chung là cô cũng là thân phụ nữ, thấy mình cũng dạ, không dám làm, không dám làm gì hết. Giòn giòn thôi mà không dám giòn không nữa. Dạ. Thì tụi con cũng mong là chuyến này đến đây nếu mà có thể là giúp được cái chị gái này là thoát khỏi những cái tay gã đàn ông gọi là gâu xanh đó đâu. Thế mà để chị mà giống như là một cái công cụ để mà cho những người đàn ông thỏa mãn nhu cầu của mình á, thấy rất là tội nghiệp những người phụ nữ như thế đó luôn á. Cô mới nói vậy nè, trời ơi ai cũng xúm hở, nó rủ nó có con rồi sao nó biết nó khùng, nó biết giữ, biết bẩm phòng cho trời. Dạ. Thấy tội quá vậy. Cô biết chị này về đây ở lâu chưa cô? Cũng lâu rồi đó. Lâu rồi. Tháng trở lại à. Một lần thì em có cái nhà này hồi trước cái bà kia bà ở bán tiệm đây nè, rồi sao bà mới con bà mới rước bà về Bến Tre rồi chết thì lâu rồi. Dạ. 2-3 năm rồi, từ giờ bỏ cái nhà này đó, nó lợi nó chung cho nó lại cái giấc này có nhà đi cùng luôn đó. Nó đi nhưng mà tối nó ngủ ở đây. Đi đâu là tối về ngủ đây hả? Không đi đâu chứ nha, đi lại thùng rác đó rồi thấy cũng tội nghiệp rồi, rác ngựa hôi chết luôn, mình đi lụm mình thấy cảm thấy hôi lụm riết đi mình nó lợi nó ngồi đó. Hồi chăm sóc nó vậy đó, người đã mình chạy về nhà. Thấy tội lắm luôn á. Dạ. Mấy cô con có giúp giùm nó cho nó đi khỏi chỗ nào có nơi nó sống được. Dạ. Nó đi. Thấy tội lắm á. Thì tụi con xuống đây nè, được bà con chia sẻ nói ở đây có một người phụ nữ sinh sống ở trong cái chỗ này, cho nên tụi con tìm hiểu coi cuộc sống của chị này sao. Thì khoảng chừng 40 mấy tuổi mà nếu mà tắm rửa sạch sẽ là đẹp gái đâu phải xấu. Dạ còn đẹp lắm hả cô? Đẹp, nó cao ráo, mặt mày lỗ mũi nó cao đẹp lắm. Dạ. Còn có cái quằn quện thịt da gì cũng như lâu ngày không tắm rửa hả? Dạ. Mà mình mấy quằn quện rồi cũng tắm kỳ sạch cũng đẹp gái. Nó mà tắm kỳ. Đây ở đây sạch. Cũng ngay tiếng bất lộ qua với mà xung quanh là ngay khu vực nghĩa trang á, cũng không có mà ao hồ để cho chị mà tắm rửa này kia á. Không, không có. Có nước ngồi chân giờ vậy không biết sống sao, rồi nước đâu uống cơm đâu ăn cũng hiểu luôn. Ở đây thì chị gái thì ăn uống nhưng mà nước nồi kia chắc cũng khó lắm ha. Không có miếng nào luôn, không quay rồi nó không quay rồi. Cô có lần nào mà thấy chị gái này đi ra đường để mà xin nước uống hoặc là xin cơm gì ăn không cô? Không thấy luôn. Chỉ là không có, nó có xin đâu, không lắm, không có nhà ở trong nhà thì không thấy em, không có thấy xin nước đâu vậy trơn, rỡ đâu thì nó trời, không có trời nước đâu uống trời. Chỉ là cô đi nhặt cái chai như thế này rồi tình cờ phát hiện những gã đàn ông vào bên trong đó làm chuyện đồi bậy với chị gái thôi, chứ ngoài ra là không có thấy gì hết nữa. Có lúc nó cũng đè mẹ chứ không thấy, còn mình dòm mất ngang qua mình đi lẹ chứ. Cái đậu xe đây nè, cái đậu xe ngoài lộ nè, có mấy xe mấy vụ đảng ấy gì đâu lợi xách xe quỷ này đi mẹ, rồi để lợi nó có xe nó chạy nó lợi hiếp dâm con người ta vậy đó, bọn khùng đó. Cô sống ở gần đây không cô? Đây là cô ở nhà ở nậu trong nhà nghỉ nè. Dạ, vậy là cô cũng không biết là thông tin của chị gái này như quê quán ở đâu hoặc là người thân ở đâu. Không biết luôn. Theo như mà nó có giấy có tờ, cô cũng không biết tại cô biết chữ đâu, biết nó đâu. Dạ. Mà thấy nó vậy thôi chứ không biết ở đâu. Dạ.
thì tụi con cũng cảm ơn cô là đã chia sẻ cho con một chút xíu thông tin về chị gái cho con biết thêm á. Con cũng để cho cô là đi tiếp tục nhận ve chai ha. Con cảm ơn cô nhiều nha, để cho con vào bên trong tìm okay. hiểu tình hình như là sự việc của chị gái như thế nào. Đâu dòm coi. Dạ dạ. Đâu vô dòm nó coi, dở làm gì đâu. Dạ dạ. Cô có, cô có ngại dẫn cho con vào bên trong không? Dở gì. Rồi cô cũng sợ ha. Trời ơi, hai thằng mà sợ thì nó dạ. Có tính đâu, cô không ngại, cô dẫn được con vào bên trong luôn. Ba cô cháu mình cùng vào bên trong. Biết đâu mà phụ nữ nhau nói chuyện nó dễ hơn tụi con là nam á cô. Dạ nè, biết có chị ở nhà không các cô? Cô ở đây, nhắc cái chai nè. Nhờ chị vào bên trong đi, phụ nữ nhắc nó đi, biết nói chuyện đi không vậy? Dạ, mình cứ vào bên trong mình tìm hiểu coi gia đình như là cuộc sống của chị như thế nào ra sao á, tụi con có thể là hỗ trợ hoặc là kiếm một cái phòng trọ nào nó gây rẻ để mà cho chị gái nó sống, để thoát khỏi những cái tên mà gọi là gấu xanh này kia á cô, giúp đỡ cho chị. Thì phụ nữ mà một ngày như vậy á, biết bao nhiêu gã đàn ông đến đây để mà làm những chuyện đó, tụi con cũng gọi là sốc lắm, rất là bức xúc những chuyện đó. Sao biết không, trời ơi, cái nhà này á, cô già thì cứ 63 tuổi mà không chấp ở đâu. Ma thì không sợ mà sợ cái tụi vô cung tả dạ. Rồi làm sao mà tiếp được, nó lại nó làm bậy tùm lum tà la chơi. Ủa ai nói với mấy con lâu chưa? Dạ tụi con cũng biết rồi cho nên tụi con xuống đây là con tìm hiểu nè. Có người cho hay hay gì? Dạ dạ. Cũng bà con bà con đây gửi cho con á là gần đây nói là có một người chị gái là sinh sống ở trong cái nhà quan trong cung nghĩa địa. Cũng chia sẻ tụi con thêm là cũng bị rất là nhiều người đến đây để mà lợi dụng cái chuyện mà nam nữ đó. Tụi con thấy gọi là bức xúc như là này kia, xuống đây để tìm hiểu con có đúng như vậy không? Có thể là giúp cho chị gái một phần nào đó đỡ hơn á cô. Có. Chờ chờ cô cháu mình vô nha. Đi đi cô, vô con. Nữ là dễ hơn tụi con. Sợ giờ này chị không có nhà. Ô, không có ai hay gì rồi. Có hả? Vậy đi đâu hả cô? Rồi. Chỗ này chỗ sinh sống của chị hồi nãy hả? Ờ. Đi đâu rồi nè? Còn đồ đạc nè đó. Nè. Có mùng mền nè. Có điện thì chiếu gói nè. Còn đó, để là kêu chắc có chừng kêu nó trở lại, nó đi đâu rồi đó. À dắt này có đi kiếm ăn đâu không xin. Ủa vậy là hàng ngày chị đi xin hả cô? Chắc độ là vậy đi chứ sao đói thì sao chịu nổi. Cô dạ. Biết chị hay đi sinh ở khu vực nào không cô? Không biết luôn. Thì độ là vậy đi. Nó nằm chỗ này nè. Nằm xuôi chỗ này nha. Rồi, dạ. Rồi nó lấy cái quạt giấy này nè. Nó quạt thành 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 cho nữa. Là chỉ nằm dưới đây ha. Ừ nằm đây nè. Để quạt. Ai sao lại nằm? Ai lấy cái đó mát lên chứ. Hồi nãy mấy cô kia bên kia nói á, khi nào mà tấm màn này che lên á là có chị ở đây. Mà bữa nay sao tấm màn che lên mà không thấy chị? Có khi nào mà thấy mấy anh em mình qua người lạ rồi chị có chạy vô phương địa cho trốn không ta? Nếu chị sợ mình lại làm cái chuyện đó giống như những người trước kia. Có không? Cho ở được cái bình nước rồi cũng hết nữa rồi đó. Có miếng nước nào tổng đâu hết? Nước luôn. Không có miếng nước nào hết. Còn này thùng thông lâu lắm rồi. Hồi nãy cô nói căn nhà này là lịch sử như thế nào hả cô? Hồi trước á cái bà đó già già cỡ tuổi cô quá ở xong bà bệnh nhiều quá bà chết rồi. Cái bà đó là kiếm dâu của bà để cho cô. Xong rồi con bà con trai bà mới rước nó vô nhà trọ ở để thấy bệnh nhiều quá thôi không được nó đưa về Bến Tre, nhà nó có Bến Tre rồi. Rồi bà chết rồi cái bà làm đám ma đó rồi đưa về đâu xứ ở đâu Đồng Tháp á rồi chôn cái. Bà tên Út Bầu. Đây đặt Út Bầu, nghe kể tôi kêu thím Út Bầu đó. Rồi từ đó tới giờ là cái nhà này bỏ hoang tới giờ luôn hả con? Bỏ hoang đó rồi sao tự nhiên có nó chung vậy đây nó ở nè. Là căn nhà hoang này thì đó giờ là bao nhiêu người vô đây ở hả con? Con hóc còn thấy mất đồ. Kêu đồ. Thì cũng thấy cái bà đó rồi xong tới nhỏ này nữa là hai người vậy đó. À là hai người ở trong đây rồi ha. Ừ, bà đó bà chết rồi. Chết lâu rồi cũng chết hai ba. Biết trong cái nhà này có những câu chuyện gọi là tâm linh gì không mà nhiều người đến đây ở đều xảy ra những câu chuyện buồn hết. Thấy có con nhỏ này thôi chứ còn hôm nay thì mấy năm nay không thấy người nào còn ở sẽ thấy mình nó nè. Mà sao quần áo nó để đây nè. Quần áo kìa để trong cái quần áo đó nè. Vậy là nó nhớ giờ còn nó chịu nó đi đâu á chiều nay nó trở về đó. Con nghĩ là chắc chỉ gặp tụi con trốn đâu á thì nón nè còn để trong nhà là đồ đạc để nãy giờ mình đứng phải nói mà nó nghe
chắc cũng có thể vậy đó. Tại vì chị sợ cô, tại vì nhiều lần là chị đã bị những người đàn ông đến đây để làm những chuyện đó, thì chỉ gặp hai đứa con là hai thằng đàn ông nữa thì chị cũng sợ cái chuyện đó xảy ra, có thể là chị trốn một cái nơi ở trong khu nghĩa trang này để mà tránh đi cái chuyện xấu xảy ra với mình nữa. Bây giờ anh em mình vô nghĩa trang kiếm không? Dạ. Má ơi, con quần áo nó treo lỉnh kỉnh vậy, treo vậy gì xách vô bạn. Đâu có. Nước nó giặt rồi kìa đó, đó, đó. Đồ đó. Ờ, đồ nó đó. Đâu bạn là chỉ treo lủng lủng vậy hả? Thương ghê. Dạ rồi thì tụi con cũng xin cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô. Dạ tụi con đi vô cái khu nghĩa trang đó một vòng coi thôi. Cũng rất là mong mà tìm được chị gái để là hỗ trợ chị một phần nào nhất không? Cô lụm đồ mũ nhiều không? Một ngày lụm được nhiêu tiền? Trời ơi, vài chục ngàn bạc, 20 ngàn, 15 ngàn à. Vậy hả? Qua bán thêm 5-6 triệu tờ giấy số vậy đó. Dạ, vậy con gửi cho cô ít tiền nha. Thôi. Dạ, anh chào anh trai. Thì mà tụi em với bạn Đăng đây nè, là đi tìm hiểu về cái câu chuyện của chị gái sống trong căn nhà hoang đó đó. Là không thấy chị trong đó, tụi em mới ra cái khu nghĩa trang này xem có chị gái trong đây không. Vô tình là em gặp anh ở trong khu nghĩa trang này đó. Dạ. Không biết anh làm gì trong đây ha. Dạ. Em đi ấy về. Anh đi đâu? Em đi chú người ta cho con ăn cho em ông ba ông mẹ người ta cho em. Anh quê đâu mà anh ở đâu trong quê em Trà Vinh Cần Long, em ở trống ở chợ lớn á. Sao anh không ở sống ở Trà Vinh mà anh vô khu nghĩa trang này đây mà anh ngồi trong đây? Em đi chơi lại quen chị này nè, chú ngồi chơi. À vậy là anh biết chị gái ở trong nhà quan này. Dạ. À, chị gái là tên gì anh biết không? Em kêu chị Trinh không à. Là chị tên Trinh. Dạ. Còn anh trai là tên gì? Em tên Quang. Quang. Dạ. Anh Quang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 39 tuổi. Còn chị Trinh mà sống ở trong căn nhà Quang đó là bao nhiêu tuổi anh biết không? Chị cũng 30 mấy à, muốn gần 40 à. Gần 40. Dạ. Là anh quen chị Trinh đó là bao nhiêu lâu rồi? Em mới biết chị mấy ngày nay à. Mấy ngày nay? Dạ. Anh có thể kể sơ cho em về chị Trinh sống ở trong căn nhà Quang đó được không? Thấy chị sống có mình, chị tội nghiệp đó. Em muốn cho người ta cho em cho cơm chị á. Thấy chị lụm mũ luôn á. Là anh đi ngang nên thấy chị sống trong đó, anh vô anh làm quen hay là gặp ở ngoài đường anh làm quen? Không, gặp ở ngoài, chị ấy chị cũng cho đồ, chị cũng chưa có đồ, chị cũng cho qua cho lại á. Em thấy cũng được. Rồi buổi tối thì anh hiện tại bây giờ đó là anh sống ở đâu? Em sống ở chợ lớn. Chợ lớn, từ đây về chợ lớn là rất là xa, tầm 30-40 cây lần á. Em sống ở đó đó, tại ba mẹ em chết cho bên trại đó đó. Bị dịch chết đó, rồi công an cho em ngủ đó. Em đâu được về quê đâu, bị ấy á. Rồi buổi tối anh biết gì Trinh đây nè, là chị ngủ ở đâu không? Chị ngủ ở đây mà. Chị ngủ trong đây luôn? Dạ. Anh có biết cái sự việc mà chị Trinh bị nhiều người đàn ông đến đây để mà lợi dụng cái lúc mà chị Trinh không để ý sơ hở, làm những cái chuyện mà nam nữ chị Trinh, anh có biết chuyện đó không? Em không nghe. Không nghe hả? Giết tối ai nghe chỉ lên làm gì con, em không biết nghe, em nghe ta nói á. Em không nghe mà em thấy em cho cơm hoài. Anh chỉ cho cơm hoài thôi chứ mà không có biết chuyện nó xảy ra. Dạ. Thấy chị hiền á. Chị hiền lắm. Rồi anh ngồi ở ngoài khu cái trang này sáng giờ anh thấy chị Trinh đi đâu không? Không, em ngồi cái trang em mới về. Em làm em xuống dưới em mới về. Ờ anh biết chị Trinh sáng giờ là đi đâu không? Không, chị một bữa chị giờ chị ở đây không à. Chị cỡ giấc cấm 1 giờ trở lại là chị ngủ đây không à. Thấy chị ngủ không à. Tại nãy thì tụi em á cùng với một người cô đi nhặt ve chai cũng có vào bên trong để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của chị Trinh đây nè. Thì cũng vào bên đó là không có thấy chị Trinh ở trong nhà. Chỉ thấy là đồ đạc của chị Trinh còn để nguyên thôi. Tụi em mới là đi ra khu nghĩa trang này để mà coi xem có gặp chị Trinh ngoài này hay không, nhưng mà cũng không được gặp chị Trinh, thì vô tình là gặp anh ngồi ở đây. Có ai nào chị vô đồng nhầm đó không ta? Hằng ngày là chỉ có đi ra cái khu nghĩa trang này chỉ trốn không? Không, chỉ đi ngồi vòng vòng đó không à, người ta cho cái này kia ăn vậy á. Mấy cô lẫn cũng cho á. Em cũng có gì em cũng cho ấy chỉ là tụi nghiệp em mua em cho, em có tiền em cho. Ấy chỉ tụi nghiệp có giống mình á. Em thương ấy chỉ tụi nghiệp lắm. Coi chỉ cũng như chị à. Chứ chị không à.
chị ơi. Chị. Không lên tiếng rồi nha. Chắc ngủ quá. Chị. Chị. Ủa chị ngủ hả? Ngủ hả chị? Ủa chị sống ở đây hay sao? Chị sống ở đây hả? Dạ. Không có, em xuống em cho tiền chị. Có cái cô kia kia em xuống cho tiền chị á, chứ không gì hết trơn á. Ngồi nói chuyện em xíu được không? Em cho tiền chị nè, cho tiền. Sao vậy? Sao vậy nè, em cho tiền nè. Không lấy hả? Vậy thôi chị ngủ đi. Chị ngủ đi em về. Tại vì có cô kia chỉ em qua đây giúp đỡ cho chị á. Sao vậy, em người tốt mà, đâu phải người xấu đâu, sợ vậy. Thôi vậy thôi chị ngủ đi ha. Em cho tiền nè, em cho tiền ăn cơm nha. Trời ơi, với kem đánh răng quá trời luôn á. Răng chút miệng. Chắc mình cho tiền thử kìa chị, thấy không? Thì mấy cô nói chị hình như không được tỉnh táo hay sao đó. Em cho tiền nè, cho tiền. Trời ơi, cái gì đâu mà xài như vậy? Nè, sao vậy? Cho tiền ăn cơm. Có rồi hả? Ý là mấy cô bán nước bên đây nè, mấy cô bán nước đây chỉ em qua giúp đỡ cho chị á. Sao vậy? Trời ơi, thấy thương quá cả nhà. Nè, em cho tiền nè. Cho tiền ăn cơm. Sao vậy? Nè, cho tiền ăn cơm nè. Mấy cô bán nước ở bển á. Mấy cô bán nước ở bển á, kêu em qua đây nè, nói chị sống ở đây. Em qua em cho tiền chị. Ừ, chứ gì trơn á. Mấy cái cô... biết rồi. Ý là mấy cô bán nước ở bên đây nè, nói là chị sống ở đây của mình á, mà sống trong khu nghĩa địa nữa nên là ừ đó, em nói là chị không có tiền hay gì đó, cái cho tiền chị chứ không gì chứ á, đừng sợ. Mày cho tiền hả? Cho tiền chị biết xài tiền mà đúng không nè, chứ mấy cô bảnh em cho chị tiền nè chứ không gì chứ nè. Cho tiền để xài nè. Trời ơi, cho tiền chứ đâu có làm gì đâu mà sợ. Cho tiền. Ủa chị là quê ở đây luôn hay ở đâu? Hả? Bến Lức hả? Bến Tre. Bến Tre là chung quê em luôn nè. Em cũng Bến Tre luôn. Thế là chị ở huyện nào? Trời ơi. Thì sao vô đổ mồ hôi vậy? Sao vậy? Nói chuyện em xíu được không? Hai chị em mình nói chuyện xíu nha. Thế là tối chị ngủ đây luôn hay sao? Trời ơi. Sao vậy, sao mà đổ mồ hôi như vậy? Tại có cái cô kia á, cô điện thoại cho em, nói là có người sống ở đây thì xuống đây để mà giúp đỡ. Đó, thì hồi nãy em chạy ngang á, em có hỏi mấy cô bán nước á, thì mấy cô bán nước nói là có mình chị sống ở đây à, mà chị sống ở đây với cường cũng cả tháng rồi đó, nên em qua em tính hỏi thăm sức khỏe với lại gửi cho chị ít tiền. Chị có cần em giúp thêm gì không? Có cần mua đồ, mua này mua kia không, hay là như thế nào? Ý là hồi trước là chị sống ở đâu? Hồi trước là chị sống ở đâu? Ở nhà trọ hay là ở như thế nào hả? Mướn nhà hả? Ý là sao giờ không ở nhà trọ nữa? Dạ, tại không ở nữa hả? Ý là hết tiền đóng nhà trọ hay sao? Rồi ngủ đây có ngủ có mùng mền gì không chị? Hồi nãy rồi chị mày không biết chị tên gì luôn á.
Thủy hả? Chị tên Thủy hả? Chị tên gì? Thủy. Thiện. Hiền. Chị Hiền. Sao vậy? Nói chuyện giống như là hai chị em bình thường thôi chứ không gì hết trơn. Em ghé em giúp đỡ chị. Dù mà hoàn cảnh chị khó khăn thì em hỗ trợ cho chị ít tiền. Không khó khăn. Nhưng mà giờ muốn ở nhà trọ lại không hay là hay sao? Không ở nhà trọ hả? Trời ơi. Tại vì cùng quê á nên là em cũng muốn giúp cho chị. Em cũng bánh tre nè. Dạ. Em tên gì? Dạ. Em đi bằng xe máy. Đó, xong rồi em mới uống ở bên quanh quán xong rồi nè. Có uống nước không? Chị uống nước không? Đi bệnh uống. Qua quán uống không? Qua quán rồi. Dạ. Thì sao? Mua đồ hả? Ok. Này đồ đạt vậy như đây luôn hả? Trời ơi, giò thơm, giò đạt quá trời kìa. Này đồ nghiệp lắm cả nhà, thấy thương quá. Rồi đây rồi, tắm rửa đâu vậy chị Hiền? Bên kia hả? Có cần mua mùng không? Em thấy chị đâu có mùng đâu. Đâu? Có mùng đâu? Có cần mua mùng không? Em mua em mang lại. Cái mùng đắt này hả? Nói chị Hiền? Cái mùng đắt này hả? Trời ơi, mũi cắn chết. Ôi, thấy thương quá nha. Rồi, ngủ đây luôn nè. Mấy cô chia sẻ đây là cái nhà mồ á. Sao vậy? Sao thấy em sợ dữ vậy? Em hiền lắm. Dạ. Thì mấy cô chỉ em thấy chị sống đây có mình à. Rồi mấy cô chỉ em qua giúp đỡ cho chị. Rồi bình thường chị sống ở đây rồi chị có hay về quê không? Rồi đồ đạc có cái ba lô không hả? Giờ chị đi mua đồ vậy, có cần nhiều tiền không? Có cần mua tiền thêm không? Em cho thêm. Tội nghiệp quá. Có cần thêm tiền không? Thương cả nhà. Tại vì em thấy cuộc sống chị khó khăn á, nên em ghé em giúp đỡ nè. Rồi tối chị cũng ngủ đây luôn hả? Ok, chị đi công chuyện đi. Rồi tới bữa nào ấy em ghé nha. Hả? Ghé bên quán rủ chị qua. Ghé bên quán rủ chị qua hả? Nhà trọ chị hả? Thôi em về nha, chị đi công việc đi, có bữa nào thì có gì em ghé nha. Thấy thương quá cả nhà. Trời ơi, sống đây có mình nên vậy. Giờ chị đi mua đồ sao không? Thấy tội nghiệp quá cả nhà. Thì không biết làm sao nữa. Mà ở đây là cái khu nghỉ địa nè, thấy không? Đây là cái khu nghỉ địa. Nãy mình nói thiệt luôn á, để quay cho cả nhà xem ha. Rất là nhiều con mã luôn. Ở đây là cái nghỉ địa này là nói vậy. Chị Hiền, cái nghỉ địa ở đây chị Hiền. Tối ngủ đây không sợ hả chị Hiền? Chị Hiền, tối ngủ đây có sợ không? Đi đâu vậy? Lấy đồ hả? Đi lấy đồ hả? Thôi chị Hiền, đi em về nha. Rồi cả nhà. Ở phía trước này mình thấy có một cái ngôi miếu nữa nè. Một cái ngôi miếu nữa. Thôi chị Hiền đi sống đây nè. Thấy không? Sống chị này không biết làm sao, mình cũng không hiểu. Gì vậy? Nó chỉ cười dễ thương thôi. Sao, có gì muốn nói với em không? Có gì muốn nói với em không? Cảm ơn hả? Trời ơi. Thế là chị. Sao chị Hiền? Chị Hiền nói gì?
không thấy thương quá. À, chị hiện có hay về quê không? Dạ. Em về nha. Chị hiện có muốn về nhỉ? Có muốn hay về quê không? Có muốn về quê không? Làm đây luôn hả? Mà cho em hỏi nè, ngồi trên đây nói chuyện em xíu đi. Ngủ đây có sợ ma không? Cũng sợ. Sợ mà cũng ngủ à. Ở đây mồ mả em thấy ghê quá trời. Vậy ăn uống gì chưa chị? Ăn uống gì chưa? Hả? Ăn uống gì chưa? Rồi cho chị nói đi, chị lấy đồ mà có đi chưa? Chị nói chị đi lấy đồ về mà đi chưa? Chưa đi hả? Chừng nào mới đi? Bao nhiêu tiền mới đủ? Hả? Bao nhiêu tiền mới đủ đây mẹ coi? 200 lần hả? Rồi đi mua đồ gì? Mua đồ gì? Chị đi mua đồ gì? Ý là mua vật dụng gì? Hay là lấy tiền ăn cơm hay là mua cơm? 200 mới đủ. Nãy em cho 100, bây giờ em cho thêm 200 nữa nha. Cho đủ nha. Thôi vậy. Hả? Hả? Kỳ quá hả? Chứ em cho chị đủ 200 rồi em về. Chịu không? Thôi không lấy tiền hả? Trời ơi, thiệt cái... Lần đầu tiên em thấy không lấy tiền luôn á. Vậy thôi chị đây nghe em về nha. Hôm nào em có đi ngang này em ghé thăm chị. Nha. Bye bye. Hả? Yên mình hả? Rồi vô đây. Vô đây hay sao? Em ghé em có chị có ăn uống gì em mua cho chị. Có muốn ăn mì gì để dành ăn không hay là như thế nào? Em muốn em ghé em mua hay là bánh trái gì? Bánh thôi hả? Thổi luôn ha. Thì ghé thăm thôi đúng không? Thì thôi em về à. Dễ thương cả nhà, dễ thương quá. Dễ thương bảo quá trời luôn. Sống đây nè, đây căn chòi nè.